Chiến thần Võ Hà Linh tự thưởng món quà hơn 8 tỷ đồng dịp sinh nhật, dân tình rủ nhau xin vía. Võ Hà Linh không còn là cái tên xa lạ trong giới review. Cô nàng được cho là sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Mới đây, trong dịp sinh nhật, nữ YouTuber đã mạnh tay chi hơn 8 tỷ để tự tặng quà cho bản thân. Sau gần 4 năm làm YouTube, Võ Hà Linh đã trở thành một thế lực đáng gờm trên mạng xã hội với phong cách review thẳng thắn, được nhiều người yêu quý. Hiện cô đang có gần 1,9 triệu người theo dõi trên YouTube, con số này ở TikTok và Facebook lần lượt là 3,3 triệu và 1,7 triệu. Với lượng fan đông đảo và sức ảnh hưởng lớn, Võ Hà Linh cũng nhận về rất nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng. Nhờ vậy mà ở tuổi 33, nữ YouTuber được cho là đang sở hữu khối tài sản đáng nể. Mới đây, trên trang cá nhân Võ Hà Linh gây bất ngờ khi khoe quà khủng dịp sinh nhật. Cụ thể, Chiến Thần Review đã đặt một chiếc Lexus LX600 Urban màu đen với giá công khai là 8,5 tỷ đồng. Kèm theo bài đăng là dòng chia sẻ hài hước, hy vọng sẽ không bỏ cọc mua Porsche, theo phụ nữ Việt Nam. Võ Hà Linh chia sẻ hình ảnh xinh đẹp với biểu tượng của đảo quốc sư tử, tuổi mới không mong gì, chỉ mong bản thân và những người thân yêu luôn bình an, mạnh khỏe. Cô cũng nói thêm, sinh nhật năm nay món quà lớn nhất mà người đẹp từng úp mở chính là chiếc xế hộp hạng sang nói trên. Bên dưới bài đăng, bạn bè và cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc mừng người đẹp. Nhiều người cũng không quên xin vía giàu sang, thành công như Võ Hà Linh. Có thể thấy, sau lùm xùm livestream bán hàng hồi đầu năm 2023, Võ Hà Linh đã mất đi không ít fan. Có giai đoạn, nữ reviewer bị tẩy chay trên mọi mặt trận vì có những phiên livestream gây tranh cãi. Thậm chí Võ Hà Linh còn bị lập nhóm anti-fan, nhiều hình ảnh không mấy tích cực bị chia sẻ. Song, cách review thẳng thắn của cô dường như vẫn được lòng số đông và không quá ảnh hưởng tới sự nghiệp. Hồi đầu tháng, cô còn đăng bài tuyển thêm nhân viên hỗ trợ làm việc trong văn phòng công ty ở Nghệ An. Hà Linh, người được mệnh danh là Chiến Thần Review. Bên cạnh cái tên Chiến Thần, Võ Hà Linh còn gắn liền với biệt danh Thánh Chê. Bởi cô thường đi ngược lại với xu hướng, dành lời chê nhiều hơn khen đối với mỹ phẩm cũng như khi review ẩm thực. Do đó, không ít người thắc mắc cách cô kiếm tiền khi liên tục đăng video không mang tính chất nịnh. Cô thậm chí không ngại đối đầu với những tên tuổi có tiếng trong giới giải trí. Với phương châm cây ngay không sợ chết đứng, cô nhận được sự tin tưởng từ khách hàng. Thậm chí, nhiều người cho biết họ phải vào xem video của cô trước khi quyết định mua một sản phẩm nào đó. Được biết, Võ Hà Linh đạt được những thành công nhất định về công việc sáng tạo nội dung trên YouTube, TikTok, đặc biệt là mảng review. Khối tài sản và khả năng kiếm tiền ở tuổi 33 của Chiến Thần Review này không phải dạng vừa. Chỉ tính riêng trên YouTube, với việc sở hữu kênh có gần 2 triệu lượt đăng ký, theo Social Blade, mỗi tháng cô nàng có doanh thu khoảng 848 đến 13.600 đô la Mỹ, khoảng 20,5 đến 330 triệu đồng và mỗi năm từ 10.200 đến 162.800 đô la Mỹ, khoảng 247,5 triệu đồng đến 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra khi lấn sang TikTok, Võ Hà Linh cũng được biết đến với danh xưng chiến thần với khả năng livestream bán hàng và chốt đơn không nghỉ tay. Võ Hà Linh được biết đến với vai trò một YouTuber, TikToker và blogger về lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm. Trên trang cá nhân có hàng triệu người theo dõi, Võ Hà Linh liên tục chia sẻ về đời sống cá nhân, việc mua xe, đổi xe, xây nhà. Cùng với đó là những chuyến du lịch sang chảnh, mua đồ hiệu không ngơi tay.